Quân đội Israel cho biết, máy bay chiến đấu của lực lượng nước này ngày 20 tháng 7 đã tấn công các mục tiêu quân sự của nhóm phiến quân Houthi tại cảng Hodeidah ở Yemen. Đây là động thái đáp trả của Israel cho việc nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn vào một ngày trước đó đã tấn công thành phố Tel Aviv bằng thiết bị bay không người lái drone và khiến một người Israel thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Người Houthi đã tấn công chúng tôi hơn 200 lần. Trong lần đầu tiên họ làm hại đến một công dân Israel, chúng tôi đã tấn công họ và chúng tôi sẽ làm điều này ở bất kỳ nơi nào cần thiết. Trong khi đó, đài al Masira TV đưa tin có 3 người chết và 87 người bị thương trong vụ không kích của Israel. Bộ y tế tại Yemen cho biết hầu hết những người bị thương đều bị bỏng nặng khi Israel tấn công nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và trạm điện. Liên quan đến việc Israel không kích Yemen, Saudi Arabia khẳng định họ không liên quan hoặc tham gia vào vụ tấn công các mục tiêu ở Hodeida. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, Turkey al cho biết nước này sẽ không cho phép bất kỳ bên nào xâm hại không phận của mình.